Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị khán giả theo dõi chương trình Thời sự sáng thứ 6 ngày 11 tháng 3 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Chương trình Thời sự sáng nay chúng tôi xin chuyển đến quý vị khán giả những nội dung đáng chú ý sau đây. Phát triển cây quế ở xã Đại Xảo, huyện Chợ Đồn. Xã Côn Minh, huyện A Rì nâng cao thu nhập cho người dân. Phát huy hiệu quả đài truyền thanh cơ sở. Sau một thời gian tạm lắng, dịch tả lợn châu Phi tại huyện Chợ Đồn đã xuất hiện trở lại. Xã Bằng Phúc là địa phương đầu tiên tái bùng phát sau một thời gian dịch được khống chế. Dịch tả lợn xảy ra tại một hộ tại thôn Nà Pài, xã Bằng Phúc. Theo đó, một con lợn trong tổng đàn lợn 26 con đã bị tiêu hủy. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Chợ Đồn dự báo nguy cơ dịch bệnh tiếp tục phát sinh và lây lan trong thời gian tới là rất cao. Trong đó, các hộ chăn nuôi trên địa bàn lân cận, chủ yếu là chăn nuôi quy mô nhỏ lẻ, khó áp dụng các biện pháp an toàn sinh học. Cơ quan chuyên môn đang cử cán bộ thú y xuống hướng dẫn người dân thực hiện tiêu độc khử trùng chuồng trại, hạn chế tình trạng vận chuyển lợn giống trong thời điểm này. Thưa quý vị khán giả, kinh tế nông lâm nghiệp giữ vai trò chính ở xã Đại Xảo, huyện Chợ Đồn. Một trong những cây trồng được người dân chú trọng đầu tư có xu hướng tăng lên về diện tích đó là cây quế. Từ trồng quế đã giúp nhiều hộ dân ở xã vùng cao này phát triển kinh tế. Từ năm 2015, nhận thấy cây quế có thể đem lại nguồn thu, gia đình bà Nguyễn Thị Én ở thôn Nà Lại, xã Đại Xảo đầu tư trồng hơn 1 hecta cây quế. Mặc dù vòng đời của cây quế là 15 năm, nhưng việc thu hoạch tỉa thưa và tỉa cành, lá bắt đầu từ năm thứ 5, thế nên gia đình bà Én tiếp tục mở rộng diện tích quế qua từng năm. Với giá bán trung bình 1,5 triệu đồng một khối, riêng phần vỏ quế phơi khô có giá 35.000 đồng một kg, lá quế khoảng 1-2.000 đồng một kg. Cây quế mang lại thu nhập khá. Cây quế thì nói chung là nó có hiệu quả hơn những các cây khác. Nói chung là nó thu được vỏ này, thân này, với lại lá và lại cành nó cũng tận dụng được hết. Ở đây người ta có tại chỗ người ta thu, cái loại cao nhất thì được mỗi cân khoảng 25-26 nghìn, loại một ấy. Thấy được hiệu quả từ việc phát triển kinh tế rừng, đặc biệt là cây quế, người dân ở Đại Xảo đã tích cực hưởng ứng trồng quế. Đến nay diện tích cây quế trên địa bàn xã là khoảng 500 hectare. Quế được trồng rải rác ở tất cả 8 thôn trong xã, nhưng tập trung nhiều nhất tại các thôn Nà Ngà, Nà Lại và Bản Sáo. Cây quế đã giúp nhiều hộ gia đình của xã có thu nhập ổn định từ trồng rừng. Một số hộ gia đình trên địa bàn có thu nhập khá từ rừng, chiếm 50% tổng thu nhập hàng năm. Điển hình là các hộ anh Bùi Minh Thủy, Phạm Bá Lanh, Bùi Xuân Long. Cây quế là loại cây cung cấp tinh dầu làm dược liệu, cũng là nguyên liệu gỗ cho chế biến lâm sản. Vì thế, loại cây này có tiềm năng lớn. Xã Đại Xảo đang tập trung khuyến khích người dân tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích trồng quế. Đối với cây quế thì hiện nay là do cái giai đoạn này thì cái giá cả nó sẽ cao và bây giờ dễ rất là dễ bán. Hiện nay đang thực hiện cái chương trình cái mối liên kết đấy thì là để sẽ bán cái sản phẩm này. Cùng với việc tăng cường khuyến lâm, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng rừng, chăm sóc rừng, xã Đại Xảo cũng định hướng thực hiện liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Từ đó, quế có đầu ra ổn định, mang lại nguồn thu nhập cho người dân địa phương. Là một trong hai xã được huyện A Rì lựa chọn về đích nông thôn mới trong năm 2021, tuy nhiên xã Côn Minh còn 4 tiêu chí chưa đạt, trong đó có thu nhập. Do đó, để đạt được tiêu chí này, trong năm nay, xã Côn Minh tiếp tục triển khai nhiều giải pháp cụ thể, tích cực hỗ trợ người dân trong lao động sản xuất. Là địa phương có thế mạnh phát triển chuỗi giá trị từ cây rong giềng, nên xã Côn Minh tiếp tục triển khai xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, nâng cao năng suất, sản lượng và chất lượng sản phẩm miến rong. Hiện nay, miến rong Côn Minh đã được xuất khẩu ra thị trường châu Âu và đến với nhiều vùng miền trong cả nước. Sản phẩm miến rong ngày càng đa dạng về mẫu mã, chủng loại, thiết kế bao bì được cải thiện, tạo ra những sản phẩm có giá trị thương mại cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng. Không chỉ vậy, Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo các tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền hội viên tham gia chuỗi liên kết sản phẩm rong giềng để tăng thu nhập, hướng đến giảm nghèo bền vững. Chúng tôi cũng tiếp tục hướng dẫn để chuẩn bị đất và phân bón các điều kiện tốt nhất để cho cây trồng vụ xuân năm 2022. Đó là cây chủ lực của xã Côn Minh là cái rong giềng. Tiếp tục trồng cái diện tích rong giềng để đủ cái sản phẩm để ra thành sản phẩm miến rong
là một cái sản phẩm đặc sản của Côn Minh. Ngoài cây rong giềng ra thì chúng tôi cũng đã hướng dẫn một số thôn để trồng một số cái sản phẩm khác như nhân rộng thêm một số cái sản phẩm mới, đó là cái maca. Kết thúc năm 2021, xã Côn Minh chỉ đạt 30 triệu đồng một người một năm, khoảng cách khá xa so với quy định là 36 triệu đồng một người một năm. Bước sang năm 2022, để đạt được mức thu nhập theo quy định, Ủy ban nhân dân xã đã triển khai kế hoạch ngay từ đầu năm, khuyến khích đầu tư mở rộng mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình, lồng ghép các chương trình dự án phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu lao động, tạo việc làm mới cho người dân địa phương. Xã cũng đã xây dựng kế hoạch cụ thể và phân công các ban ngành đoàn thể sẽ hỗ trợ, giúp đỡ về các cấp các ngành sẽ giúp đỡ về phát về cái kỹ năng trong phát triển kinh tế xã hội và kinh tế hộ gia đình ấy. Và các ngành đoàn thể thì cũng quan tâm đến các hội viên đoàn viên nghèo, thì xã cũng phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội và các ngân hàng chính sách các ngân hàng khác thì cũng tổ chức cho người dân tham gia vay vốn các chương trình cho vay của ngân hàng chính sách xã hội, nhất là chương trình cho vay vốn cho hộ nghèo ấy. Bên cạnh đó, xã Côn Minh còn đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mạnh dạn tìm những hướng đi mới, đặc biệt là chú trọng phát triển các mô hình kinh tế thu hút nhiều lao động, các mô hình liên kết trong sản xuất. Dựa trên những thế mạnh của mình, địa phương hỗ trợ các thôn bản vùng cao phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, góp phần tăng thu nhập và cải thiện đời sống của nhân dân, hướng đến đạt chuẩn nông thôn mới trong năm nay. Nắm bắt được nhu cầu về vốn để khởi nghiệp cũng như mở rộng quy mô sản xuất, thời gian qua, tỉnh đoàn đã thực hiện ủy thác vay vốn lãi suất ưu đãi, qua đó đã giúp đoàn viên thanh niên trên địa bàn có điều kiện vay vốn phát triển kinh tế. Hiện nay, tỉnh đoàn Bắc Cạn quản lý gần 329 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ trên 400 tỷ đồng. Vốn quỹ quốc gia giải quyết việc làm là gần 2 tỷ đồng. Nguồn vốn đã tạo động lực bước đầu cho nhiều thanh niên có ý tưởng khởi nghiệp, phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh, tạo sức lan tỏa phong trào khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên. Các mô hình kinh tế của thanh niên chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh dịch vụ. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã tổ chức được các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt cho đoàn viên thanh niên. Đài truyền thanh cơ sở là phương tiện tuyên truyền để nhân dân nắm bắt thông tin và các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và cấp ủy chính quyền các cấp. Hiện nay, hệ thống đài truyền thanh cơ sở đã được đầu tư khá đồng bộ, hiệu quả hoạt động được nâng lên. Cuối năm 2020, đài truyền thanh phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Cạn được đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông mới. Nhờ đó, người phụ trách chỉ cần dùng máy tính điều khiển hệ thống loa phát thanh, mặc định thời gian phát sóng tự động. Trong sản xuất nội dung chương trình, người phụ trách chỉ cần soạn văn bản, sau đó hệ thống tự động chuyển đổi sang giọng nói thông qua sử dụng trí tuệ nhân tạo AI. Hệ thống loa không dây truyền tải tín hiệu tốt, giúp cho người dân nghe rõ ràng hơn. Hàng ngày bà vẫn nghe mà, sáng nghe, trưa, tối nghe, đủ. Bây giờ bà nắm nhiều hơn, trước kia chưa có loa. Có loa, ngày nào không có loa thì không biết là nghe tin tức gì. Bây giờ có loa là nghe hết mọi tin tức, rất mừng rỡ. Đài truyền thanh phường Huyền Tụng ấy thì được lắp đặt được 10 cụm loa trên địa bàn phường. Về ưu điểm ấy thì hệ thống loa truyền thanh thông minh ấy thì dễ điều khiển và dùng bằng công nghệ không dây ấy thì nó cũng không bị ảnh hưởng khi mà mưa gió sấm sét, đảm bảo được chất lượng đường truyền luôn ổn định. Và ngoài việc tiếp sóng ra thì còn phát các bản tin tuyên truyền của địa phương, đặc biệt là trong cái dịp phòng chống dịch bệnh Covid thì hệ thống loa cũng đã giúp cho cán bộ công chức văn hóa thông tin là kịp thời truyền tải những văn bản về công tác phòng chống dịch cho đến nhân dân trên địa bàn. Những năm gần đây, hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn ngày càng phát huy vai trò tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đưa các thông tin thời sự, thông báo các sự cố, tình huống đặc biệt khẩn cấp như thiên tai, bão lũ, phòng chống dịch bệnh đến với người dân các thôn bản, tổ dân phố, cụm dân cư. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn hơn 30 đài truyền thanh do hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư đã lâu nên công nghệ lạc hậu, trang thiết bị đã xuống cấp, hư hỏng, sửa chữa nhiều lần, gây khó khăn trong hoạt động.
để kịp thời đưa cập nhật thông tin tình hình từ ủy cơ sở xuống cơ sở ấy, thì hàng ngày thì tôi cũng viết những cái bản tin để tuyên truyền đến kịp thời đến bà con trên địa bàn. Để nâng cao chất lượng hoạt động đài truyền thanh cơ sở, hiện nay tỉnh đang thực hiện dự án đầu tư mới, nâng cấp, chuyển đổi 93 đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn 8 huyện thành phố sang đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông. Từng bước hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở, hình thành cơ sở dữ liệu, số hóa nguồn thông tin cơ sở. Phấn đấu đến năm 2023, tỉnh Bắc Cạn có hệ thống thông tin nguồn để quản lý tập trung và cung cấp thông tin cho đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông trên địa bàn tỉnh, nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Thưa quý vị khán giả, xử lý rác thải nông thôn được coi là bài toán khó tại nhiều địa phương, đến nay chưa có giải pháp tối ưu. Chính vì vậy, tình trạng rác thải đổ không đúng nơi quy định vẫn diễn ra thường xuyên, gây ô nhiễm môi trường. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự tại huyện Ngân Sơn. Ngay dọc quốc lộ 279, khu vực đầu cửa ngõ vào xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn là một bãi rác to tràn ra cả lề đường. Đây là đoạn đường cua, cách xa khu dân cư nên đã trở thành địa điểm tập trung rác thải của người dân. Mặc dù địa điểm này đã được xây dựng lò đốt rác mini, nhưng do không được quản lý tốt hoặc lượng rác thải quá lớn khiến cho lò đốt rác này quá tải và dường như không còn được sử dụng. Thi thoảng mình đi qua thì mình cũng thấy là tràn ra đường này, xong những cái túi hoặc là kể cả là những cái giấy vệ sinh, các kiểu nó cũng làm mất vệ sinh quá. Mình thấy là nó cũng gây ô nhiễm môi trường này, không đi qua thì cảnh quan nó cũng không được đẹp cho lắm. Thì về mùa hè thì nó cũng có mùi hôi thối nó bốc lên nữa. Thì nếu như mà ai cũng có ý thức thì nên mỗi lần mà mình đi qua mình đổ ấy, thì là mình cũng nên đốt đi. Ở nhiều vùng nông thôn tại huyện Ngân Sơn, không khó để bắt gặp những bãi rác tự phát dọc các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên thôn, liên xã. Thậm chí, rác thải sinh hoạt còn được người dân thiếu ý thức đóng thành bao ném xuống sông, suối. Mưa lũ thì bóng rồi là giấy bóng rồi là túi bóng rồi các thứ là trôi về nhiều thôi. Chứ còn ở khu vực này thì nhân dân rất quán triệt tốt rồi. Mong muốn là tất cả khu trên dưới này, cái khu vực bản cây này phải đồng ý, đồng tâm với nhau. Chứ còn hai cái cầu này là anh em mà đến tận từ xa đến đổ thôi chứ không phải riêng dân trong này. Dân trong này có ý thức rồi. Anh em ở xa đến đi xe máy rồi đi các kiểu đến ra vứt xuống thôi. Đóng bao cho vứt xuống cầu này thôi. Vậy mình những lần mình gặp thì mình cũng đề nghị cũng phản ánh như thế nào vào? Có gặp được đâu, toàn là hộ đi đêm đi tối thôi. Ngày không dám làm đâu, ngày thì nhà san sát đây không dám làm đâu. Trước đây, nhiều ý kiến cho rằng có một lợi thế khi xử lý rác thải nông thôn, đó là lượng rác chiếm phần lớn là rác hữu cơ. Người dân thường có thói quen chôn lấp chúng ngay trong vườn nhà. Tuy nhiên, với tốc độ đô thị hóa nông thôn nhanh chóng như ngày nay, rác vô cơ ngày càng nhiều lên, trở thành một vấn đề nhức nhối trong công tác bảo vệ môi trường ở nông thôn. Dễ thấy nhất trên các tuyến đường nội đồng, liên xã, huyện, từ khu vực dân cư sinh sống đến các khu vực vắng vẻ xa khu dân cư là túi ni lông, chai nhựa, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật, các loại rác thải sinh hoạt hàng ngày. Các loại rác như này đang thải ra môi trường theo từng ngày mà phần lớn đều chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt tiêu chuẩn, đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo về thực trạng, tình trạng ô nhiễm môi trường về rác thải tại nông thôn. Thực trạng rác thải nông thôn không chỉ xảy ra tại huyện Ngân Sơn mà nhiều vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh đều có tình trạng tương tự. Giải pháp trước mắt để xử lý vấn đề rác thải nông thôn đó là người dân cần nâng cao ý thức trong xử lý rác thải sinh hoạt của gia đình. Phía chính quyền các địa phương cần rà soát lại các điểm lưu giữ chất thải sinh hoạt nông thôn để đáp ứng yêu cầu về vấn đề xử lý. Trên cơ sở đó, các địa phương có kế hoạch lộ trình để chấm dứt việc đầu tư xử lý chất thải sinh hoạt quy mô cấp xã, khuyến khích việc đầu tư các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt quy mô liên xã, liên huyện phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường, quy hoạch của địa phương. Chương trình thời sự sáng thứ 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi.